Thải Y cố gắng chịu đựng khí lạnh từ hàn đàm. Nhảy luôn xuống bên dưới, tiến tới chỗ Mên. Phu quân, chàng tỉnh lại rồi sao? Mên lúc này đột nhiên phun ra một thứ gì đó màu tím đen. Phu quân thấy thế nào rồi? Thải Y, cảm ơn nàng, ba ngày trước ta đã có một chút ý thức rồi, vì thế tất cả chuyện hôm nay ta đều biết hết rồi. Phu quân, đừng nói chuyện, bây giờ tình hình rất phức tạp, trang triệu hoán thuyền thái cổ huyền chúng ta hãy rời khỏi đại lục thiên huyền trước ừm thái cổ huyền châu đã được mang ra mọi người trong băng vân tiên cung liền bay hết lên đó không ngờ chúng ta cũng có một ngày có thể rời khỏi đất của kẻ địch nếu như đã đi xa thế thì không cần phải nhớ nhung nữa tạm biệt bên dưới lúc này những tiếng nổ liên tục vang lên sau đó huyền châu đã đưa tất cả mọi người tới huyễn yêu giới thiên hạ đệ nhất tiêu vân các ngươi đem người của băng vân tiên cung đi đến thành yêu hoàng sắp xếp cho ổn thỏa. Tuân lệnh, băng vân tiên cung cảm tạ tiểu yêu hậu đã chiếu cố. Tuyết nhi, ngươi đem theo vân triệt đi với ta. Ừm, thải y tỷ tỷ. Linh tịch, thương nguyệt các ngươi cứ yên tâm ở lại là được, chuyện của vân triệt đã có ta lo. Thải y, tiểu triệt giao lại cho cô rồi. Thải y lúc này liền dẫn tuyết nguyệt bay đi. Thương nguyệt nắm chặt áo, tại sao lúc này mình lại vô dụng như vậy? Rõ ràng tim của mình đau như vậy, nhưng lại không có cách nào. Lúc này Tuyết Nhi vẫn đang theo chân thải y bay đi. Cảnh chuyển tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Thải y tỉ tỉ, đây là đâu? Hỏa huyền khí và Lôi huyền khí nồng quá. Đây là Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Thải y lúc này mang hoàng ấn ra. Hoàng ấn đang từ từ phát ra những ánh sáng kim quang, lơ lửng trên không trung. Những ánh sáng kim quang đã mở ra một cánh cửa Tuyết Nhi theo chân thải y. Tiến vào bên trong. Tuyết Nhi quan sát ngọn lửa đang cháy bên trên những dãy núi. Đế vương đời thứ 12 của huyễn yêu vương tộc, người kế thừa đời thứ 11 huyết mạch của Kim Ô huyễn thải y, cầu kiến Kim Ô thánh thần tôn gặp mặt. Sau lời cầu xin của cô ấy, bên trên vẫn không có một chút động tĩnh nào. Hà, cô ấy tiếp tục cầu xin thêm lần nữa. Đế vương đời thứ 12 của huyễn yêu vương tộc, người kế thừa đời thứ 11 huyết mạch của Kim Ô Huyễn Thải Y, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần Tôn gặp mặt. Nhất định phải xuất hiện. Lúc này Kim Ô Thánh Tôn đã xuất hiện. Là ai? Lại làm phiền bổn thần. Kim Ô Thánh Thần từ từ hóa thành hình người. Là ngươi, lần này tìm bổn thần có việc gì không? Thải Y liền quỳ luôn xuống. Cầu xin Kim Ô Thánh Thần ra tay cứu giúp phu quân Vân Triệt của ta. Ta, thật sự hết cách rồi. Thánh thần, xin người hãy cứu chàng ấy một mạng, cho dù lấy tính mạng của Huyễn Thải Y ra đổi, Huyễn Thải Y cũng không oán trách lời nào. Tuyết Nhi nghe vậy mà xúc động. Thải Y tỷ tỷ cũng tận tình với Vân Ca Ca như vậy. Vân Triệt, chết, các ngươi đúng là ngu xuẩn. Có truyền thừa của Long Thần, Hoàng đế, sao có thể dễ dàng chết được như vậy, nhưng chỉ cần còn lại nửa hơi thở, không qua bao lâu thì sẽ sống lại. Huyễn Thải Y, ngươi cũng quá quan tâm rồi đấy, nếu như không còn việc gì khác, bổn thần phải đi nghỉ ngơi đây." Thải Y hốt hoảng không nói nên lời, "Thánh thần, dừng bước." "Phượng hoàng, ở đây cũng có phần cho ngươi chen miệng vào sao?" Bà ta tiện tay đánh tới một kích về phía Tuyết Nhi, khiến cô ấy giật mình không kịp né tránh. Nhưng lúc này Thải Y đã xuất hiện tới trước mặt Tuyết Nhi. Thải Y nhắm mắt chịu đựng. Đỡ lại đòn công kích từ Kim Ô giúp Tuyết Nhi. Thải Y tỉ tỉ cô ấy vẫn cố gắng gượng dậy. Thánh thần, cầu xin người ra tay cứu giúp. Thải y nếu có cách nào, tuyệt đối cũng không dám đến làm phiền người. Đúng là phiền phức thật. Cô ấy dùng huyền lực. nhấc bổng men về phía mình. Bà ấy chú ý quan sát mên. Sau đó dùng hai tay lên chán thăm dò vết thương của mên. Hả, bà ấy giật mình. Đây là. Sao Vân Triệt lại bị trọng thương? Ta không nhìn rõ, dù sao lúc đó Vân ca ca đột nhiên bị một tia sáng màu xanh bích đâm xuyên vào tim. Tia sáng màu xanh sao? Xem ra là à ta rồi, trả trách với truyền thừa nghịch thiên của Vân Triệt, cũng sẽ làm loạn đến mức tan tành mây khói. Thánh thần biết hung thủ rồi sao? Xin hãy nói cho ta biết, sau này nhất định sẽ báo thủ cho phu quân. Báo thủ, chỉ dựa vào ngươi sao? Ra tay là thiên độc tinh thần. Người này đừng nói là ngươi, cho dù là sức mạnh hiện tại của ta có mạnh thêm gấp trăm lần cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Vốn dĩ là có một người có thể cứu được, nhưng thiên độc tinh thần nếu đã xuất hiện, cô ta rất khó quay lại đây, vì thế. hai Không thể cưỡng cầu được. Các người vẫn nên đi đi, vân triệt không thể cứu được nữa, kết cục chết đã được định sẵn. Không, đây là không thể nào, vận ca ca sao có thể chết như vậy được. Kim ô thánh thần, người nhất định là có cách có đúng không? người có yêu cầu gì ta cũng đều có thể đáp ứng cho dù là phượng hoàng bản nguyên của ta từ thời cổ đến nay đa tình luôn là tổn thương kết cục không thể thay đổi nên giải tán hết đi vân triệt à vân triệt bổn thân cũng đã từng ban tặng nguyện vọng cho ngươi không ngờ cuối cùng vẫn cược thua rồi đây chính là số mệnh sao chờ đã phượng tuyết nhi phượng hoàng kim ô thánh thần đột nhiên bay về phía tuyết nhi khiến cô ấy lúng túng không hiểu chuyện gì ủa nói đi, ngươi có phải là gái trinh không? câu hỏi đó khiến Tuyết Nhi đỏ ửng mặt. Hả, à, đây đúng là gái trinh. Thế thì dễ rồi. Kim Ô Thánh Thần nghe vậy liền bay lên trên, thi triển bí thuật lên ba người họ. Một kết giới đã được tạo ra vây quanh cả ba lại. Đây là cái gì? hơi thở kết giới quen thuộc này, lẽ nào là Huyễn Thải Y? Ta nghĩ ngươi hiểu ý của bổn thần. Nếu như Phượng Tuyết Nhi đã kế thừa hoàn toàn lực bản nguyên của lão Phượng Hoàng, cũng có thể nói đồng thời sở hữu nết bàn chi viêm trong truyền thuyết. Nhưng có một điểm mà bổn thần nhất định phải nói rõ, lực nết bàn chỉ dùng được một lần, một khi Vân Triệt dùng rồi. Phượng Tuyết Nhi tương đương sẽ bớt đi một lần thủ đoạn vô thượng bảo vệ tính mạng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cứu được Vân ca ca, ta như thế nào cũng được. Thế thì tốt, huyễn thải y tiếp theo do ngươi chỉ dẫn cho hai người họ. Hả, à, đây. Nếu như không muốn xảy ra chuyện gì sai sót, ngươi vẫn nên ở đây hướng dẫn đi, dù sao ngươi cũng là người có kinh nghiệm. Bây giờ Vân Triệt hôn mê chưa tỉnh, sao có thể để Phượng Tuyết Nhi làm loạn được? Tuân lệnh, sống chết của Vân Triệt phải xem hai nữ nhân các ngươi rồi. Thải Y tỉ tỉ, tiếp theo Tuyết Nhi phải làm gì? Thải Y không nói câu nào, tiến về phía Tuyết Nhi, từ từ cởi áo, khiến cô ấy đỏ mặt, chưa hiểu chuyện gì. Sau đó chuyện xảy ra với Tuyết Nhi giống như với thải y trước đây. Cảnh chuyển tới vân phủ. Cái gì? Triệt nhi. Bị thương nặng. Nhưng mà các người yên tâm, tiểu yêu hậu đã đưa đại ca đi kim ô tuyết viêm cốc tìm kim ô thánh thần rồi. Không sai, có thánh thần ra tay, vân huynh đệ sẽ không gặp bất chắc gì đâu. Như vậy, cũng khiến ta thở phào nhẹ nhõm rồi, phù hộ triệt nhi bình an vô sự. Đúng rồi, tại sao bên ngoài phủ lại có nhiều hơi thở như thế, không dưới một nghìn. Ông ngoại, mấy đại nhân ở ngoài phủ đại đa số đều là đệ tử dưới trướng của Vân Đại Ca ở băng Vân Tiên Cung. Còn lại chính là vợ của Vân Đại Ca, rất hòa thuận. Mọi người nghe vậy đều vui mừng. Vợ ư, con dâu, tiêu nhi, còn không nhanh đưa vào đây cho mẹ xem. Ha ha ha, không hổ danh là cháu trai của ta. Thời gian trôi qua nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua một tháng. Lúc này tại yêu hoàng thành. Vân Kinh Hồng đang đứng ngắm bình minh suy nghĩ. Ngươi nói Triệt Nhi tại sao vẫn chưa xuất hiện. Chuyện đến mức này cũng chỉ biết âm thầm mà chờ đợi thôi. Chuyện chúng ta có thể làm chính là thành tâm cầu phúc cho Triệt Nhi bình an vô sự mà thôi. Ừm, cũng chỉ đành như vậy thôi. Cảnh chuyển tới Kim Ô Tuyết Viêm Cốc. Kim Ô Thánh Thần đang quan sát từ trên cao. Hừ, ngọn lửa Phượng Hoàng lại ngăn cách thần niệm với bổn thần để bổn thần không thể phát giác được tiến độ bên trong đó. Bỏ đi, phúc họa đều là mệnh, phải xem tạo hóa của Vân Triệt thôi. Cách thời gian Vân Triệt trị thương đã trôi qua 3 tháng. Ngũ hành vực quân doanh là trọng địa quân sự chấn thủ giữa đại lục thiên huyền và không gian huyễn yêu giới. Ngươi nói, lần trước kẻ trộm của đại lục thiên huyền đến đây cũng đã 100 năm rồi, chúng ta ngày nào cũng canh gác có tác dụng không? Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần phát lương là được rồi. Lão tử chỉ muốn lúc nào được nghỉ phép sẽ quay về trong thành cùng với tiểu thủy của ta chơi bời một đêm, đến đây nào. Ngươi ngươi, nhìn kìa, kia là cái gì? Nhìn cái đầu ngươi. Làm phiền lão tử nghĩ đến tiểu thúy, mặt của hắn đã biến sắc. Sau đó là tiếng hét to vang lên, có kẻ địch. Mọi người bên trong quân doanh đã được gọi dậy. Bên trên bầu trời lúc này đang xuất hiện một cánh cửa màu đỏ. Kia là cái gì? Không biết. Cẩn thận cảnh giác. Hiên viên vấn thiên đang từ từ bước ra từ trong cánh cửa một đám sâu kiến cũng muốn tập kích bổn tôn ở đây vấn thiên hét lên một tiếng giết một bàn tay màu tím khổng lồ đang giáng xuống bên dưới nhanh tất cả mọi người công kích huyền khí bọn họ đã tập trung huyền lực lên hai bàn tay công kích tới bàn tay phía bên trên đòn công kích hoàn toàn không có một chút tác dụng nào cả cái gì đây sao có thể chứ hoàn toàn không có tác dụng huyền khí của hàng nghìn người chúng ta cho dù là quân huyền cũng không né được đám sâu kiến quân huyền cũng xứng để so sánh với bổn tôn sao hắn ta hét lên nhanh chạy đi ta không muốn chết một tiếng nổ vang lên khi bàn tay chạm phải thứ gì đó đám binh lính đang nhắm mắt sợ hãi là tướng quân chúng ta vẫn chưa chết thật sự là tướng quân ư ha 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 lần này được cứu rồi một đám ngu xuẩn bình thường không tu luyện cho tử tế còn để lão tử đến lau mông cho các ngươi, đậu xanh. Nhìn kỹ đây cho lão tử. Ông ta tung ra những nắm đấm kèm theo huyền lực. Đấm liên tiếp tới bàn tay khổng lồ từ vấn thiên. Đấm xong ông ta hút một hơi. Bàn tay đang từ từ giãn nứt. Ha ha ha, tên trộm thiên huyền, lão tử đợi ngươi thật sự lâu lắm rồi. Quân huyền bát cảnh, nếu như đổi lại là trước đây, có lẽ bổn thiên tôn còn cảm thấy ngươi có chút phiền phức, nhưng bây giờ giết ngươi dễ như trở bàn tay đương nhiên bổn thiên tôn cũng sẽ cho ngươi một cơ hội cơ hội được sống sót thần phục ta nếu không sẽ chết ha 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 thần phục đại lục thiên huyền ngươi còn ngông cuồng như vậy được sao hai muốn nuôi một con chó khó đến như vậy sao vấn thiên đã biến mất trước mặt của tướng quân lát sau đã xuất hiện ngay trước mặt ông ấy nhanh như vậy ư tướng quân lập tức dùng thương đâm tới vấn thiên nhẹ nhàng nhảy lên ngọn thương của ông ta quá chậm cái gì sao có người lại nhanh như vậy chứ phàm nhân ngu xuẩn là giả sao có thể chứ nếu như hư ảnh tại sao lại phát ra âm thanh có phải rất kinh ngạc ha 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 bổn thiên tôn có thể cho ngươi một cơ hội để làm chó dù sao có một con chó bản địa bổn thiên tôn làm chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều ngươi có đồng ý không đậu xanh tay đang run rẩy linh hồn cũng đang run rẩy người này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào liễu vi thành nhúc nhích đi ngươi không thể thua được ít nhất cũng không thể thua mất mặt như vậy được ông ta hét lên thiêu cháy linh hồn của ta đi vấn thiên có chút ngạc nhiên khi thấy vi thành thoát khỏi áp chế từ mình đó là huyết mạch của tướng quân liệt hồn viêm dương cái gì ý ngươi nói liễu ra muốn lấy tính mạng để trả giá sao hu 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 đều trách chúng ta vô năng nếu không tướng quân cũng không. Ông ta giang rộng đội tay, huyết mạch đang tỏa ra xung quanh. Vi Thành tiếp tục sử dụng cây thương của mình. Trong huyễn yêu giới, dị tộc, cấm hành, ngọn thương đang đâm tới trước mặt vấn thiên. Hà, lại cưỡng ép thăng cấp đến quân huyền thập cảnh. Đáng tiếc, tầng tự của bổn thiên tôn rốt cuộc cũng không thể lý giải được loại này. Nếu như ngươi không biết điều, vậy thì bổn thiên tôn sẽ cho ngươi phải biết điều từ sau lưng vấn thiên đã xuất hiện những chiếc xúc tua đen kịt quấn lấy ngọn thương của vi thành trong chớp mắt đã quấn chặt đầu thương nó đang tiến tới quấn lấy tay ông ta vi thành hừ lên một tiếng đổi cây thương qua bên tay trái rồi tiếp tục đâm liên tiếp tới cắt đứt đám xúc tua của vấn thiên đi kết thúc rồi cút xúc tua kinh tởm sao vậy chỉ có thế thôi ư ta thấy ngươi chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Lúc này bàn tay của Vấn Thiên đã xuất hiện phía sau, điểm vào sau gáy của Vi Thành. Khiến ông ấy hét lên một tiếng, cái gì? Sau đó là tiếng hét lên thảm thiết, cả cơ thể ông ta như bị sét giật. Cây thương đã rơi khỏi tay. Vi Thành lúc này cũng đã không còn khả năng kháng cự, rơi thẳng xuống dưới. Tướng quân thua rồi, đây sao có thể chứ? Một tiếng nổ vang lên từ phía sau bọn họ. Tuyệt Trần đứng nhìn đám binh lính. Bọn họ lúc này đang ngơ ngác khi người đứng đầu ngã xuống. Sợ hãi toát hết mồ hôi. Đã có người quỳ gục xuống, "Đừng mà, đừng giết ta, ta nguyện làm chó của ngươi, chỉ cần không giết ta, ta làm gì cũng được, ta không muốn chết." Đã có những người khác quỳ theo, "Ta nguyện làm bất cứ chuyện gì vì người. Đại nhân, không, đại vương, cầu xin người cũng hãy nhận ta làm chó." "Ngươi, sao các ngươi lại quỳ xuống trước mặt của hắn?" mấy tên phản đồ này ha 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 đây chính là quyền thế sao đây chính là thần cảnh các ngươi không dám để ta các ngươi sợ thì để ta lên các ngươi không quan tâm nhưng ta quan tâm huyễn yêu binh giáp mãi mãi không lùi lại ta liều với ngươi vấn thiên mỉm cười hắn tung bừa một kích đã đánh người đó nổ tung lão đoạn chết rồi không còn lại gì nữa mất hết rồi sao đậu xanh lão tử không làm tên xấu xa lão tử liều với ngươi sau đó tất cả đã cùng nhau đứng dậy liều chết với vấn thiên đám sâu kiến vấn thiên tạo ra một cái xúc tu cực to ngu xuẩn một kích đánh xuống vào đám binh lính một chiêu của hắn đã gần như quét sạch toàn bộ chỉ còn lại một số may mắn thoát chết hắn ta lắp bắp chết hết rồi sao kia là cái gì bọn họ vừa bỏ chạy vừa la hét đừng giết ta đừng giết ta những tiếng hét thất thanh vang lên lúc này đã có vi thành xuất hiện cản lại tướng quân đậu xanh sao lão tử lại dẫn dắt một đám gà mờ các ngươi chứ đúng là khiến lão tử thất vọng rồi ông ta đang dùng màn chắn của mình lao về phía vấn thiên nhưng nó đã bị dạn nứt nguy rồi thuẫn bài sắp không chịu được nữa rồi một tiếng nổ vang lên lá chắn của ông ta đã bị đánh tan vi thành cũng bị đánh bay lùi về phía sau dừng lại tại một vách đá đám binh lính nước mắt chảy dài hét to tướng quân vi thành ho lên vài tiếng miệng vẫn mỉm cười yên tâm tên trộm thiên huyền này vẫn chưa chết đâu ông ta cầm lấy cây thương của mình thế nên ta cũng không thể chết được trong huyễn yêu giới vi thành vừa nói xong một luồng ma khí đã cắt ngang cổ ông ấy chỉ kịp hét lên một tiếng ngu xuẩn, tướng quân, vi thành chống ngọn thương xuống đất. Không để cơ thể mình được gục ngã. Những giọt huyết đang từ từ chảy xuống dưới đất. Đám binh lính của ông ấy lúc này hai hàng nước mắt chảy dài. Bọn họ run run cầm vũ khí của mình lên. Trong huyễn yêu giới. Cấm dị tộc. Tất cả cùng nhau hét to, trong huyễn yêu giới cấm dị tộc. Cảnh chuyển tới vân gia. Đã ba tháng nay rồi, Sao Triệt Nhi vẫn chưa có chút tin tức nào vậy? Có Tiểu Yêu hậu ở đó, nàng cứ yên tâm. Ngọc bội truyền âm trên người Khinh Hồng lúc này đang rung lên. Muộn như vậy rồi, còn có thể là ai được chứ? Khinh Hồng giơ lên, rồi truyền huyền lực của mình vào. Một bóng hình mờ ảo hiện ra trước mắt hai người. Gia chủ, toàn quân ở ngũ hành vực chết hết rồi. Hai người họ kinh ngạc thốt lên, cái gì? Gia chủ vậy bây giờ bình tĩnh ta lập tức sẽ phái quân huyền trưởng lão đến đó lúc này vấn thiên đã xuất hiện ngay sau lưng hắn thiêu cháy vân trần bằng ngọn lửa ma khí gia chủ cứu ta vân trần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khinh hồng đây rốt cuộc là sao ta cũng không biết nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt vấn thiên nghe vậy phá lên cười ha 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 ngươi là ai Vân Kinh Hồng à Vân Kinh Hồng, không ngờ cách 10 năm rồi, chúng ta đã gặp được nhau. Lẽ nào ngươi là? Hiên viên Vấn Thiên. Ha ha ha, thế nào? Bất ngờ không? Tuyệt đối hãy chuẩn bị cho thật tốt, bởi vì chưa tới nửa canh giờ nữa, bổn thiên tôn sẽ đích thân xuống yêu hoàng thành. Lúc đó, tàn sát thành. Nói xong Vấn Thiên lập tức hủy luôn ngọc bội truyền âm. Huyễn yêu giới, lập tức sắp trở thành kẻ phản bội hiên viên Vấn Thiên ta. Vân Thiên bay đi hướng về phía yêu hoàng thành. Sau đó tại đài Thánh Vân, Khinh Hồng và Vũ Nhu đang đứng bên trên đài. Lúc này một ánh sáng màu tím phóng vụt lên trên bầu trời. Kia là cái gì? Ông nội nhìn kìa, là ngọn lửa. Đúng vậy, xem ra là nhà của ai lại có chuyện vui rồi. Cảnh chuyển tới nhà Tô gia, Tô Hướng Nam. Ông ta giật mình khi nhìn thấy ánh sáng đó. Khi Vân gia đối diện với sinh tử trong truyền thuyết, mới phát động tử vân kiếp lệnh trên bầu trời lúc này một ngọn lửa màu vàng đang tỏa sáng các gia tộc đã bắt đầu tiến đến tập trung xung quanh đài thánh vân khinh hồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại để hắn dùng tử vân kiếp lệnh vậy vân huynh lẽ nào là tiểu yêu hậu bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi sao thậm chí còn tệ hơn ở đây hiên viên vấn thiên đến rồi toàn quân ngũ hành quân vực doanh đã chết cái gì Chính là hiên viên vấn thiên đã khiến cho tiểu yêu hậu bị thương nặng. Vân huynh, ngươi nói thật chứ? Đúng vậy, cái này không thể đùa được đâu. Các vị, vân mỗ sao có thể lấy tử vân kiếp lệnh ra đùa được? Tiếp theo chính là thời khắc tồn vong sinh tử của huyễn yêu giới. Tiểu yêu hậu không ở đây, ta hy vọng mỗi người chúng ta đều phải gánh vác trách nhiệm. Nhạc phụ, ba nghìn năm trước, Thế tiên hoàng thứ tư đã từng hao phí 500 năm tâm huyết chính là tạo đại trận hộ thành ta nhớ vẫn luôn là do mộ gia quản lý. Khinh Hồng, ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà. Đại trận hộ phái từ khi xây dựng hình như chưa bao giờ dùng qua, sức mạnh trong trận nhất định là rất dày đặc, bây giờ đã thành tử trận, cho dù sắp mở. Vậy vật lực tài lực hao phí cũng có thể ở mức độ khó có thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được cũng phải làm, không tiếc bất cứ giá nào mà mở nó. Dù sao, chúng ta sắp chống lại, là thần sao. Sau đó cảnh chuyển tới bên ngoài yêu hoàng thành, kết giới đang được mở ra. Khinh Hồng đang cầm trên tay một tấm phủ. Ông ấy đang đọc lên những câu chú ngữ. Sau đó hô lên, mở bùa. Một tiếng nổ vang lên, trận pháp đang hình thành. Vân Khinh Hồng đang đứng trên vòng xoáy của đại trận. Cuối cùng đã thành công rồi. Vân Khinh Hồng bay trở lại bên trong cùng với mọi người. Đủ hao phí gần nghìn cân tử mạch thần tinh và 10 vạn tấn thiên tinh, năng lượng đáng sợ như vậy có lẽ sẽ ngăn được vài ngày. 12 gia tộc hội tụ. Một tiếng cười đã bắt đầu vang lên. Hắn đến rồi. Từ trong cánh cửa không gian, hiên viên vấn thiên từ từ bước ra. Trận pháp nhỏ bé cũng ngông cuồng dám ngăn chặn bổn thiên tôn. Vấn thiên vung tay, ném ngọn lửa ma khí xuống. Lúc này nó đã hóa thành hình mũi kiếm khổng lồ. Một tiếng nổ vang lên khi kiếm của vấn thiên va chạm vào đại trận. Đại trận của bọn họ đang bị giãn nứt. Cái gì? Đây sao có thể chứ? lẽ nào đại trận đến ngay cả một chút cũng không chặn được sao? Không được, cho dù như thế nào đi nữa cũng không chặn được. Khinh Hồng bổ sung một trưởng vào đại trận từ bên dưới, nhưng đã bị ma khí của vấn thiên xua tan đi. Ông ấy lúc này đang ngồi thở hồn hển. đủ dùng ba phần huyền lực cộng thêm phòng ngự của đại trận hộ thành mới có thể chặn được ma khí, đây chính là thần cảnh sao? Hà, lại chặn được rồi. Hừ xem ra hôm nay bổn thiên tôn chỉ đành tàn sát hết như vậy các ngươi mới hiểu cái giá đáng sợ mà đối đầu với thần vấn thiên lúc này tung luôn một kích đánh xuống bên dưới công kích của hắn đang giáng xuống trưởng lực từ khinh hồng vừa tung ra uy áp đang giáng xuống đầu mọi người bên dưới tất cả mọi người toàn lực phòng ngự tất cả mọi người đã thi triển huyền lực bổ sung thêm vào đại trận hộ thành lúc này lại có thêm công kích của vấn thiên đánh tới đại trận đang bị công kích của hắn bào mòn. Bọn họ đều đã bị phản phệ thổ huyết, cái gì, căn bản là không chặn lại được. Khinh Hồng lên tiếng động viên, cố lên. Khinh Hồng vẫn cố gắng chống đỡ, miệng ông ấy lúc này cũng đã thổ huyết. Hiên viên vấn thiên, sao ta có thể khiến ngươi dễ dàng đạt được như ý muốn chứ? Khinh Hồng đang hét lớn lên lấy khí thế. Trừ phi ta chết, nếu không hiên viên vấn thiên ngươi đừng hòng tranh giành yêu hoàng thành lúc này đã có ba bóng người bay lên. Thái thượng trưởng lão, các ngươi. Khinh Hồng, nhiều năm như vậy, ngươi đã làm cho Vân gia quả thật rất nhiều, vì thế, lần này giao lại cho bọn ta. Các ngươi dám sao? Có gì mà không dám chứ? Mấy lão già chúng ta hôm nay sẽ cho người trẻ thấy, chúng ta cũng không tầm thường. Ha ha ha, tốt lắm. Ba người họ quyết tử, tập trung huyền lực lao tới đại trận đã được củng cố lại nhờ ba vị thái thượng trưởng lão của vân gia vân khinh hồng cung tiễn thái thượng trưởng lão tiên thệ đệ tử của vân gia cung tiến thái thượng trưởng lão tiên thệ nhảy vào biển lửa đúng là thú vị đấy nhưng nếu như là như vậy thì sao đi bổn thiên tôn muốn cả yêu hoàng thành bị san bằng bị thiêu cháy toàn bộ ma thần của vấn thiên bắt đầu lao tới tung một đấm về phía đại trận hộ thành mọi người bên dưới đứng quan sát tình hình một tiếng nổ vang lên khí nắm đấm và chạm tới đại trận đã có những vết sạn nứt khiến mọi người đồng loạt thổ huyết khinh hồng hét lên nhanh chống lại một tiếng nổ vang lên đại trận đã hoàn toàn bị phá mọi người cũng đã ngã gục gần hết dốc hết sức lực để ngăn chặn những thanh huyền khí được phóng lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên huyền khí của mọi người đều bị đánh gãy làm đôi lẽ nào cứ thua như vậy sao? Căn cơ của huyễn yêu giới ta nghìn năm vạn năm cũng không thể đấu lại một vị thần huyền. Không được, cho dù chết, tuyệt đối cũng không từ bỏ việc chống lại. Thiên địa vô hình, tử vân quy khư. Xá nguyên khứ phách, ngô túc huyễn thuật. Đó là tử vân quy khư khinh hồng muốn lấy cái chết để chống lại hiên viên vấn thiên. Vũ Nhu lập tức lao tới. Cùng nắm vào thanh kiếm trên tay khinh hồng. Vũ Nhu. Khinh hồng, Chàng và ta cũng đã sống nửa đời với nhau, sao chúng ta có thể chia xa được chứ? Vũ Nhu, đáng không? Chỉ cần là chàng, thế thì rất xứng. Đồ ngốc, Vân Kinh Hồng ta có người vợ như vậy thì đã hạnh phúc lắm rồi. Hãy để chúng ta bảo vệ thế giới đáng yêu cuối cùng này đi. Ừm. Cả hai người họ cùng nhau bay tới cản lại nắm đấm từ vấn thiên. Một tiếng nổ vang lên, những ánh lửa màu tím và xanh tỏa ra xung quanh những tiếng hét vang lên từ Vũ Nhu, vợ chồng hai người họ cùng bị phản phệ thổ huyết. Ta sẽ không để nàng rơi xuống dưới đâu. Trừ phi chúng ta chết. Thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Cả hai người họ đều bị không còn sức phản kháng, đang rơi xuống bên dưới. Vũ Nhu, khinh Hồng, cha mẹ. Nắm đấm của ma thần giáng xuống, khiến khói bụi đất đá bay bụi mù. Tên ngu xuẩn minh vương kia lại nói Vân khinh Hồng là người có sự uy hiếp lớn nhất, đúng là quá nực cười. Hả, không đúng, ma đạo thần quyền của bổn thiên tôn không có truyền đến tiếng nổ trên đại địa, lẽ nào là bị chặn lại rồi? Kia là, lại có người có thể chặn được nắm đấm của ma thần sao? Hắn là ai? Mên lúc này đã kịp thời xuất hiện, đỡ lại nắm đấm từ vấn thiên. Cha mẹ, xin lỗi, hài nhi, đến muộn rồi. Là triệt nhi, đứa trẻ ngốc, con không nên đến đây. Là vân triệt, vân triệt, Yêu quân của chúng ta. Yêu quân đại nhân đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Cánh tay của Mên lúc này đang run lên. Mên thi triển băng viêm ở tay còn lại. Đánh tới nắm đấm của Vấn Thiên. Phá cho ta. Nắm đấm của hắn đang từ từ giãn nứt. Và sau đó là nổ tung. Vấn Thiên nhìn có chút chút kinh ngạc. Lúc này Mên đang tung ra một đòn công kích đánh về phía Vấn Thiên. Kia là Vân Triệt. Ha 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 bổn thiên tôn đang muốn tìm ngươi đây, ngươi thì tốt rồi, tự tìm đến tận cửa luôn. Vậy hôm nay sẽ lấy luân hồi cảnh của ngươi, sau đó sẽ giết toàn thành của ngươi. Ma thần của vấn thiên đang dùng hai tay cản lại công kích từ mên. Nhưng đã có hai đường kiếm chém đến, cắt đi hai cánh tay từ ma thần. Vấn thiên ổ lên một tiếng ngạc nhiên. Thải y và tuyết nhi cũng đã xuất hiện. Hiên viên vấn thiên, những chuyện ác ngươi làm, đã đến lúc phải trả rồi. Hiên viên vấn thiên, hôm nay chính là ngày rỗ của người. Hắn nghe vậy phá lên cười, ha ha ha. Đúng là càng lúc càng vui rồi. Vốn dĩ bổn thiên tôn chỉ muốn tàn sát thành để trừng phạt. Nhưng bây giờ, bổn thiên tôn quyết định cả huyễn yêu giới này sẽ không còn một ai sống sót nữa. Ba con côn trùng thối, bổn thiên tôn chỉ muốn diệt sát các ngươi. Vấn thiên hét lên, ma kiếp hóa thần. Những luồng ma khí đen kịt đang bao quanh ma thần, ma thần của vấn thiên đang từ từ thay đổi những con mắt đa xuất hiện đã có thêm hai cái đầu mọc ra sau đó là thêm những cánh tay cũng đã xuất hiện lúc này ma thần của vấn thiên xuất hiện với ba đầu sáu tay tuyết nhi thải y dốc hết sức lực ma ảnh này làm liên lụy tới hơn nửa số mệnh của hiên viên vấn thiên đem hắn chém chết sẽ thương đến bản nguyên mên gọi ra long thần lúc này mên đã đứng trên đầu long thần Hướng thẳng tới ma thần của Vấn Thiên. Thải Y và Tuyết Nhi cũng đã bắt đầu kích hoạt huyết mạch. Phượng Hoàng lửa đã hiện ra. Ở bên này kim ô của Thải Y cũng đã xuất hiện. Cả ba người họ cùng nhau bay tới ma thần của Vấn Thiên. Mọi người bên dưới há hốc miệng kinh ngạc. Phượng Hoàng tịnh thế viêm. Thanh Long long tức. Kim ô diệt thế viêm. Ba đòn công kích bay tới từ ba hướng. Ma thần nhe răng đón nhận long tức từ mên tiếp đó là há miệng nuốt nốt hai công kích phượng hoàng và kim ô còn lại phượng hoàng viêm kim ô viêm long tức theo như bổn thiên tôn thấy chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi vẫn không đủ để bổn thiên tôn ăn cái gì ăn sao lẽ nào tên này thật sự vô địch đây rốt cuộc là quái vật gì tiểu yêu hậu yêu quân tuyết công chúa mọi người phải cố lên chỉ có như vậy thôi sao ba người các ngươi đúng là khiến bổn thiên tôn quá thất vọng vậy thì đến lượt bổn thiên tôn rồi hắn vung kiếm chém tới mên hô lên nhắc hai người cẩn thận sau đó thần long phóng ra một luồng long tức thổi tới đánh thẳng vào thanh kiếm của vấn thiên thanh kiếm của hắn ta đã mất đi một nửa vấn thiên tiếp tục vung kiếm chém tới thần long thổi tiếp một kích long tức nữa tới thanh kiếm của hắn thanh kiếm của vấn thiên lúc này chỉ còn lại cái chuôi đến lượt chúng ta rồi ta cũng đang có ý này. Tuyết Nhi thi triển phượng hoàng viêm. Thải y phóng tới một ngọn lửa kim ô. Hai ngọn lửa bay tới thiêu đốt ma thần của Vấn Thiên. Vân ca ca Tuyết Nhi cũng đã làm được rồi. Đột nhiên lúc này từ trong ngọn lửa, một luồng ma khí phóng ra. Tuyết Nhi chỉ kịp hét lên một tiếng, đòn công kích đánh vào giữa ngực cô ấy. Vân ca ca, sau tiếng gọi, cô ấy rơi vào hôn mê, rơi tự do xuống bên dưới mên hét lên tuyết nhi lập tức ra lệnh thần long bay về phía tuyết nhi vấn thiên nở một nụ cười đều ma khí của hắn đang hóa thành những thanh kiếm phóng thẳng về phía mên và thành long những thanh kiếm của vấn thiên đã đấm xuyên qua lớp vẩy rồng khiến thần long gào lên một tiếng thất thanh long thần mên vẫn lo lắng cho cả tuyết nhi lúc này đã có một ngọn lửa phóng tới chỗ tuyết nhi thải y đã kịp thời xuất hiện mang cô ấy bay đi hãy chăm sóc tốt cho tuyết công chúa. Vâng, tiểu yêu hậu. Hừ, xem tay đây. Thải y hóa thành kim ô quay lại trận chiến. Cô ấy phóng ra những ngọn lửa. Bay tới tấp về phía vấn thiên. Mọi người bên dưới quan sát không rời mắt. Lúc này đã có thêm nhưng thanh kiếm đâm lên người Long Thần. Mên lúc này đã ra lệnh cho Long Thần quay trở lại. Long Thần cảm thấy có nguy hiểm đang tới. Vội vàng đẩy ngã Mên xuống sau đó tiến đến gào về phía vấn thiên huyễn tượng nhỏ bé ma khí nhập thể còn muốn gây ra sóng gió sao vấn thiên tập trung sức mạnh trước ngực chết đi long thần nhận chọn một kích từ vấn thiên đánh tới long thần lúc này đang từ từ tan biến mên hét toáng lên long thần vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân trước đi vấn thiên tiến đến túm lấy mên hiên viên vấn thiên ngươi hơi kiêu ngạo rồi đấy Mên gọi Hồng Nhi ra. Chiến đấu thôi, ô sơ kê. Mên lướt trên cánh tay của Vấn Thiên. Chạy thẳng về phía mặt của hắn ta. Hừ, sâu kiến. Vấn Thiên dùng cánh tay khác bắt lấy Mên. Mên nhanh chóng thi triển tinh thần toái ảnh. Tăng tốc tiến tới thoát khỏi bàn tay của Vấn Thiên. Đi chết đi, hiên viên Vấn Thiên. Mên vung kiếm chém ra thiên lang chảm. Sói của Mên lao tới gào lên mạnh mẽ nhưng sau đó đã bị vấn thiên túm ngay cổ hết khả năng gào thét. Mên kinh ngạc thốt lên, cái gì? Đúng là khiến bổn thiên tôn quá thất vọng rồi, xem đến xem lui, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Bổn thiên tôn sẽ không giết ngươi liền đâu. Mà sau khi bắt được ngươi, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy những thứ mà ngươi quan tâm nhất biến mất như thế nào. Mên lúc này sử dụng huyễn quang lôi cực biến mất trước mặt hắn. Hừ, muốn đi, ngươi đi được không? tay hắn vừa tới mên lại tốc biến đi đậu xanh nhanh như vậy sao ăn một kiếm của ta đi đường kiếm khí của mên đã đẩy lui lại được bàn tay của vấn thiên đừng hòng đi ta đập chết người nguy rồi không né được rồi muốn bắt ta vậy cũng nên xem thử có cơ hội hay không liều thôi đã có bóng người lướt qua cứu mên khỏi lòng bàn tay của vấn thiên thải y đừng lơ là Hừ, lại là kim ô này, vốn dĩ không muốn xử lý ngươi sớm như vậy đâu. Nhưng nếu như ngươi dám làm mất hứng niềm vui của bổn thiên tôn, thế thì sẽ trừng phạt ngươi trước. Hơi thở này là thần huyền cảnh tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta chặn lại được. Thải y, nàng đi trước, ở đây giao lại cho ta. Phu quân, từ trước đến nay đều là chàng giúp ta, lần này sẽ đổi lại ta bảo vệ chàng. Thải y. Dù men cố gắng gọi, nhưng Thải y vẫn nhất quyết lao lên bay thẳng tới vòng xoáy ma khí của Vấn Thiên. Một tiếng nổ vang lên. Thải Y đang rơi tự do từ trong vụ nổ. Cô ấy không còn sức lực để ngự không. Mên lo lắng hét lên, Thải Y. Vội vàng bay tới. Đón lấy cô ấy. Mên đã ôm được Thải Y trong vòng tay của mình. Sao nàng lại ngốc như vậy? Ta chỉ là làm chuyện nên làm thôi. Hiên viên vấn thiên, ta sẽ giết chết người ha ha ha, hãy nhìn sự phẫn nộ của sâu kiến này đi. Vân Triệt, ở trước mặt của thực lực tuyệt đối, ngươi của bây giờ thì có thể làm gì được ta? Hiên viên Vấn Thiên, ngươi cho rằng ngươi leo lên được một đỉnh núi nhỏ bé thì có thể xem thường sinh linh của thiên địa, không chế bách thái của thế gian ư. Người vô tri thật sự là sở hữu bi ai vô tận. Ngươi nói lời này là có ý gì? Trên con đường này, ta đã từng phẫn nộ qua, cảm thán sự bất công của ông trời, tố cáo sự bất bình của thế gian nhưng cho dù là đã quen nhìn thấy bóng tối lạnh lẽo trái tim của ta vẫn luôn đập nhiệt huyết của ta mãi mãi mãnh liệt đến đây chiến đấu đi hiên viên vấn thiên dùng toàn lực của ngươi đi bởi vì tiếp theo ta sẽ dùng sinh mạng của ta đối với ngươi và thế giới này gào thét ra sự phẫn nộ của vân triệt ta men hét lên thiêu cháy đi chuẩn bị thiêu cháy tất cả năng lượng bao gồm lực sinh mệnh sao đúng là quá ngu xuẩn bối cảnh của bổn thiên tôn không phải là thứ mà ngươi có thể đụng vào được đâu cả cơ thể men đang rực lửa, men ôm theo thải y bay tới vấn thiên. đây mới là nam nhân mà ta nhìn chúng. cho dù là chết cùng chàng ấy, cả đời này ta cũng thấy rất xứng đáng. sau cú tốc biến men đã ở trước mặt vấn thiên. men tung ra một đường kiếm chém về phía đầu của hắn ta. cái gì, hơi thở này lại khiến cho bổn thiên tôn có chút khiếp sợ. hừ, nhưng mà ngươi cho rằng như vậy có thể gây ra thần nộ sao? Vấn thiên tập trung ma khí lên nắm đấm, chết đi cho bổn thiên tôn. Nắm đấm và đường kiếm khí đang xé gió bay tới. Một tiếng nổ vang lên khi hai bên va chạm. Đường kiếm khí của mên lúc này đã bắt đầu dạn nứt. Cái gì? Lẽ nào thần huyền cảnh thật sự không thắng ư? Không nhầm nhò gì cả. Nhưng nắm đấm của vấn thiên lúc này đã bị nứt làm hai. Sau đó là cả cánh tay bị xé toạc, bốc cháy nghi ngút. Đây sao có thể chứ? không thể tha thứ được, không thể tha thứ được. Bổn thiên tôn muốn ngươi phải chết. Vấn thiên tức giận đấm tới phía men và thải y. Thải y, đừng sợ có ta ở đây rồi. Hai người họ lãnh chọn nắm đấm từ hắn. Bay thẳng về phía vách núi. Một tiếng nổ vang lên, vách núi phía sau đã bị giãn nứt sau cú va chạm. Khinh hồng đứng nhì không rời mắt về phía men trong đám khói bụi. Cơ thể men lúc này đầy các vết thương, do cố gắng bảo vệ Thải Y. Phu quân, ta không sao. Thải Y, nàng không sao thì tốt rồi. Mên lúc này đột nhiên hét lên một tiếng. Phu quân, chàng bị làm sao vậy? Sau đó là những tiếng hét thất thanh, con mắt phải đã chuyển qua màu đỏ. Sau đó ngã lăn trên đất. Kim ô khu tà ấn. Mên đã được Thải Y đưa vào trạng thái hôn mê. Phu quân, để ta xem thử trong cơ thể của chàng rốt cuộc là bị cái gì lúc này bên trong thức hải của vân triệt phản ứng vừa nãy của phu quân là viên chân châu màu đen đem tới đó rốt cuộc là cái gì tại sao hơi thở đều giống như của hiên viên vấn thiên hừ chống lại bổn thiên tôn còn thời gian quan tâm lẫn nhau sao không hay rồi bổn thiên tôn sẽ tự tìm tung tích của luân hồi cảnh đúng rồi hồn linh xuất hiện trước đó bây giờ đã không còn đường lui thử xem thế nào phần tuyệt trần lẽ nào ngươi muốn sống trong ám ảnh của người này hay sao? Đừng quên rằng hắn là kẻ thù diệt tộc của ngươi, ngươi cam tâm tình nguyện bị hắn sai khiến ư. Ha ha ha, cho đùa nhàm chán này ngươi cho rằng sẽ có tác dụng với bổn thiên tôn sao? Phần tuyệt trần mà ngươi gọi đã bị ta luyện hóa sạch sẽ rồi. Lẽ nào hôm nay hoàn toàn không có chút cứu vãn nào nữa ư? Vấn thiên lúc này đã túm lấy cả hai người họ. Một tiếng nói vang lên, dừng tay. Đó là linh tịch. Phần Tuyệt Trần nhanh dừng tay lại. Kẻ thù của ngươi căn bản không phải là Vân Triệt, mà là tên ma đầu đang điều khiển cơ thể này của ngươi đấy. Ngươi đã quên tộc nhân của ngươi đã chết thảm trong tay hắn thế nào sao? Ngươi đã quên hắn làm thế nào mà cướp đoạt cơ thể của ngươi rồi sao? Nếu như ngươi có thể nghe thấy những gì ta nói, nhất định phải tỉnh lại đi. Lại là ngươi, lắm mồm, món nợ lần trước ta sẽ tính luôn một lần, chết đi. Nếu như cái chết của ta có thể đánh thức linh hồn của ngươi thì hãy ra tay đi." Tiêu Linh Tịch nhắm mắt lại đón nhận cái chết, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lúc này bên trong biển linh hồn, linh hồn của Phấn Tuyệt Trần đang nằm đó, bàn tay khẽ cử động. Vừa nãy là, là Linh Tịch. Tuyệt Trần hốt hoảng tỉnh dậy, "Linh Tịch, không." Năm đấm của Vấn Thiên lúc này đã gần đánh tới Linh Tịch. Đột nhiên lúc này Tuyệt Trần khống chế, chiếm lại quyền điều khiển của cơ thể khiến vấn thiên hét lên. Phần tuyệt trần, sao ngươi vẫn còn sống chứ? Phệ hồn trận của bổn thiên tôn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu được đâu. Cút ra ngoài ngay, vấn thiên lúc này tức giận hét toáng lên. Những nắm đấm đang tự đấm vào những cái đầu của hắn. Cút cút, đây rốt cuộc là sao đây? Ta cũng không hiểu, chắc bị động kinh. Không quản nữa, nhân lúc bây giờ chúng ta hãy phát động tổng công kích đi. Càng tốt, nhân lúc hắn yếu, lấy mạng của hắn đi chờ đã, các người xem đi, đó là cái gì? Lẽ nào là? Thánh thần cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Không sai, chính là hơi thở của Kim ô Thánh thần. Chào mừng Kim ô Thánh thần. Hà, dư nghiệt của ma tộc. Bà ấy hừ lên một tiếng. Bổn thần vốn dĩ không muốn quan tâm đến thế sự nhân gian, nhưng đáng tiếc ngươi đã làm phiền đến giấc mơ của bổn thần. Hôm nay bổn thần tiện thể sẽ tịnh hóa ngươi vấn thiên lúc này trừng mắt nhìn bà ta đậu xanh trước đây đại lục thiên huyền có lão phượng hoàng ở đây bây giờ lại còn có một kim ô không được có tên phần tuyệt trần ở đây tiếp tục đeo bám mình sẽ chịu thiệt thòi lớn rút lui trước đã lão kim ô còn có vân triệt các ngươi hãy đợi đấy đợi bổn thiên tôn lần nữa giáng lâm nhất định sẽ trừ khử hết tất cả các ngươi không để sót một tên nào vấn thiên vội vàng bay đi kèm theo tiếng hét đau đớn phần tuyệt trần Tên ngu xuẩn ngươi, ta sẽ giết chết ngươi.